Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ sáu ngày 22 tháng 1 năm 2021 và theo âm lịch hôm nay là ngày mùng 10 tháng 12 năm canh tý. Ngày này là ngày canh ngọ tháng kỵ sửu năm canh tý và ngày hôm nay là ngày hắc đạo, các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ bính tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc kim quỹ, giờ đinh sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc bạo quang, giờ kỵ mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc ngọc đường, giờ nhâm ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc tư mệnh, giờ giáp thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc thanh long, giờ ất dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Minh Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Mậu Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Tân Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Quý Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Câu Trận, giờ Bính Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Hình giờ đinh hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc chu tứ, vài ngũ hành ngũ hành niên mệnh lọ bàng thổ ngày Canh ngọ tức chi khắc can nghĩa là họ khắc kim và ngày hôm nay là ngày hùng vài nạp âm lọ bàng thổ kỵ tuổi giáp tý bính tý ngày thuộc hành thổ khắc với hành thủy đặc biệt là tuổi bính ngọ nhâm tuất thuộc hành thủy không sợ thổ ngày ngọ lục hợp với mùi tam hợp với dần và tuất thành hỏa cục xung với tý hình ngọ hại dậu hại xỉu phá bão và tuyệt hời vài tuổi xung khác trong ngày tuổi nhâm tý bính tý giáp thân giáp dần tuổi xung trong tháng tuổi đinh mùi ất mùi vài các sao tốt xấu trong ngày trong ngày của các sao tốt như sao thiên đức tốt mọi việc sao nguyệt đức tốt mọi việc sao minh tinh tốt mọi việc sao kính tâm tốt đối với an táng sao giải thần đại cát tốt cho việc tế tự tố tụng giải oan trừ được các sao xấu sao xấu trong ngày gồm có sao hoang vu xấu mọi việc sao nguyệt hỏa xấu đối với sửa sang nhà cửa độ mái xây bếp Sao độc hỏa, sao đối với sửa sang nhà cửa, đổ mái, xây bếp. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng tây bắc, tài thần, hướng tây nam. Sau đây, mời các bạn đón xem từ vi chi tiết 12 con giáp thứ 6 ngày 22 tháng 1 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ 6 ngày 22 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ 6 này đối với bạn tuổi Tý á, cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngộ hành tứ hình xung, tí ngọa mạo dậu. Cái điều này khiến cho bạn tuổi Tý hay cảm thấy căng thẳng và nóng nảy, bạn mệnh tuổi Tý có nhiều suy nghĩ cực đoan, tiêu cực dẫn đến những hành động thiếu kiểm soát và bạn cần phải cố gắng giữ bình tĩnh bằng cách hít thở thật sâu. Bạn mệnh tuổi Tý trong ngày này cũng có thể nhận được sự quan tâm của khá nhiều bạn khác giới, tuy nhiên đa số không phải là những người chân thành muốn làm thân với bạn và bạn tuổi Tý cũng nên giữ khoảng cách với họ nếu như còn độc thân thì hãy chờ đợi thời điểm khác thích hợp hơn với mình. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi tí cũng đang gặp ngày có chính quan chiếu mệnh. Cho thấy bạn mệnh tuổi tí đang có được tương lai sáng lạn nếu như bạn biết chịu từ bỏ những suy nghĩ bảo thủ, cố chấp của mình. Bạn tuổi tí, bạn phải tìm cách thay đổi để thích ứng với thời đại một quan điểm có thể đúng vào lúc này nhưng lại không chính xác vào lúc khác. Vài tử vi tuổi giáp tý thuộc kim, căng thẳng, nóng nại khi làm việc. Tử vi tuổi bính tý thuộc thủy, suy nghĩ cực đoan khi gặp phải khó khăn. Tử vi tuổi mậu tý thuộc hỏa, không nên nhụt chí từ bỏ một cách quá dễ dàng. Tử vi tuổi canh tý thuộc thổ, giữ khoảng cách với những người khác giới. Tử vi tuổi nhâm tý thuộc mộc, không nên khăng khăng giữ những suy nghĩ bạo thụ của mình. Và đánh giá của bà tuổi Tý trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 8, số 9, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Thìn. từ vi tuổi Sửu thứ sáu ngày 22 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bà tuổi Sửu cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi Sửu trong ngày này do ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tương hại cho nên với bà tuổi Sửu đang có tính khí thất thường bạn không giữ được hình ảnh chính chắn cẩn thận thường ngày nữa mà trở thành con giáp đang có thị phi nóng nảy thay đổi nhanh chóng đến mức khiến cho mọi người ngạc nhìn với bạn. Và bạn mạnh tuổi xỉu vì tính nóng nảy này cho nên bạn mạnh cũng thường mất đi sự kiên nhẫn làm việc, đặc biệt là đối với những công việc khó khăn, phức tạp. Có lẽ trong khoảng thời gian vừa rồi bạn tuổi xỉu đã bắt mình phải làm việc quá sức, bạn hãy để cho bản thân mình được nghỉ ngơi một vài ngày bên cạnh đó trong cái vận trình ngày thứ sáu này với bà tự xỉu bà lại đang gặp được ngày có họ sinh cho thổ vượng may mắn là nửa kia của bạn luôn là một người dịu dàng và thấu hiểu cho bạn nếu có chuyện gì căng thẳng thì bạn hãy tâm sự với người ấy bạn sẽ cảm thấy rất chi là nhẹ nhõm nửa kia có thể sẽ giúp cho bạn đưa ra những hướng giải quyết rất chi là đúng đắn hợp tình hợp lý mà nhanh chóng có kết quả nữa vai từ vi tuổi ất xỉu thuộc kim tính khí thất thường khiến cho người ngoài khó hiểu từ vi tuổi đinh xỉu thuộc thủy hay thay đổi không kiên định với mục tiêu đã đề ra từ vi tuổi kỵ xỉu thuộc hỏa dễ mất kiên nhẫn khi thực hiện công việc phức tạp từ vi tuổi tân xỉu thuộc thổ làm việc quá sức cần phải có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn từ vi tuổi quý xỉu thuộc mộc tâm sự với nửa kia để tìm cách giải quyết vấn đề Vài đánh giá của bạn tự xỉu trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 4, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi giàu, tuổi hợi. tử vi tuổi dần thứ sáu ngày 22 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bà tuổi dần chua chúng ta thấy là với bà tuổi dần trong ngày này đang gặp được ngày của cục diện ngũ hành tam hợp dần ngọ tuất phù trợ cho nên với bà tuổi dần luôn nhiệt tình với tất cả mọi người bản mệnh là người quyết đoán nên nghĩ gì là lập tức bắt tay vào làm ngay tuy nhiên những quyết định của bạn lại thường khá chi là hấp tấp và vội vàng và với bao tuổi dần bạn cần phải duy trì sự nhiệt huyết và kiên trì cho mình trong suốt khoảng thời gian thực hiện nhiệm vụ đừng chỉ hứng thú lúc đầu rồi về sau thành ra bỏ bê lười biếng như vậy thì công việc của bạn sẽ không thể hoàn thành được tốt bên cạnh đó trong ngày này với bạn tuổi dần lại đang gặp được ngày có mộc sinh cho họa vượng cái điều này cho thấy về cái mối quan hệ giữa bạn với nửa kia đang phát triển rất chi là tốt đẹp bạn thường là người quyết định những công việc trọng đại trong nhà thế nhưng trước đó bạn không quên trao đổi ý kiến với người bạn đời của mình vài tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy nhiệt tình giúp đỡ tất cả mọi người tử vi tuổi bính dần thuộc hỏa quyết định vội vàng, dễ mắc sai sốt, tử vi tuổi mậu dần, thuộc thổ, dễ bộ dở dựa chừng khi gặp điều không như ý, tử vi tuổi canh dần, thuộc mộc, gia đình hạnh phúc, các thành viên trong nhà có được sự hòa hợp, tử vi tuổi nhâm dần, thuộc kim, quan tâm tới suy nghĩ và cảm nhận của nửa kia. Và đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm, 5 sao, con số may mắn, số 3, số 8, giờ tốt, từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu xanh rêu, quý nhân phù trợ, tuổi mão tuổi tuốt, tuổi hợi. Từ vi tuổi Mão thứ 6 ngày 22 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bà tuổi mão á cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi mão trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình sông tý ngọ mạo Dậu cho nên với bà tuổi mão cần phải chú ý đến việc quản lý tài sản tiền bạc của mình trong ngày hôm nay nếu không cần thiết thì tốt nhất là bạn mệnh tuổi mão không nên chi tiêu quá hào phóng cẩn thận sẽ gặp phải đối tượng lừa đảo đừng có trở thành con giáp không giữ được tiền. Và ngày này với ba tuổi mão, nếu như bạn đang làm công việc kinh doanh, buôn bán thì trong ngày không nên có những quyết định về đầu tư vào thời điểm này. Bởi có thể bạn sẽ chạm trán với những kẻ thù và những mối làm ăn bất lợi, bạn nên bình tĩnh chờ đợi thời điểm khác thích hợp hơn nếu muốn tiền bạc không bị thất thoát với mình chính án chiếu mệnh và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tử tuất đối với những bạn làm công ăn lương không nên vội hài lòng với hiện tại hãy đặt ra cho mình những đích đến tham vọng hơn bởi khả năng của bạn là hoàn toàn có thể đáp ứng được những công việc ấy vài từ vi tuổi ất mão thuộc thủy chú ý vấn đề quản lý về tiền bạc từ vi tuổi Đinh Mão thuộc họ chi tiêu tiết kiệm, không nên phóng tay cho những việc không cần thiết. Từ vi tuổi Kỷ Mão thuộc Thổ, không nên đầu tư chờ thời cơ khác thích hợp hơn với mình. Từ vi tuổi Tân Mão thuộc Mộc, nghiêm túc trong công việc, không nên hài lòng với thực tài. Từ vi tuổi Quý Mão thuộc Kim, tự tin hơn nữa vào khả năng của mình. Vài đánh giá của bà tuổi Mão trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 4, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh ngọc, màu xanh lá cây, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tuất, tuổi hợi. Từ vi tuổi thìn thứ 6 ngày 22 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bà tuổi thìn cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi thìn trong ngày này đang gặp được ngày của thực thần phù trợ cho nên với bà tuổi thìn dễ phát tài trong ngày hôm nay nhất là đối với những ai đang làm những nghề tự do kinh doanh buôn bán đã cố gắng trong suốt thời gian vừa qua và giờ là lúc sẽ nhận được hưởng thành quả xứng đáng với những gì mà bạn đã bỏ ra và với bà tử thìn bạn cũng là người có bản tính ôn hòa rộng rãi chính là nguyên nhân khiến cho bạn được nhiều người yêu mến bạn dễ gây được ấn tượng tốt từ những lần gặp gỡ đầu tiên và hôm nay là một ngày thích hợp để cho bạn mở rộng các mối quan hệ với mình bên cạnh đó ngày thứ sáu này đối với bà tử thìn cũng đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng cho thấy về cái mối quan hệ giữa bà tuổi thìn với cha mẹ của mình rất chi là hòa thuận bạn biết rằng cha mẹ là người đi trước và giàu kinh nghiệm cho dù có ý kiến đôi bên bất đồng đi chăng nữa thì bạn cũng không vội vàng phản bác mà thường suy nghĩ thật kỹ càng trước khi nói hay là quyết định điều gì đó về tử vi tuổi giáp dần thuộc họ đối với những bạn làm nghề tự do, kinh doanh buôn bán, rất dễ phát tài, phát lộc. Tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ nhận được thành quả xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra. Tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc nhận được sự yêu mến của nhiều người xung quanh. Tử vi tuổi canh thìn thuộc kim mối quan hệ gia đình được hòa hợp. Tử vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy tôn trọng và quan tâm tới người thân. Vài đánh giá của bạn Tử Thìn trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 5, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi giàu, tuổi tí. tử vi tuổi tỵ thứ sáu ngày 22 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bà tuổi tỵ cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi tỵ trong ngày này bạn đang có được báo hiệu công việc của bạn tiến triển rất chi là thuận lợi nhờ có được sự giúp đỡ của tam hội phù trợ và với bà tuổi tỵ có thái độ hòa nhã khiến cho bạn mệnh thường được nhiều người yêu mến và bạn cũng có thể gặp được quý nhân trong ngày hôm nay nữa. Với bà tuổi tỵ khi cơ hội xuất hiện trước mắt thì bạn cũng nên nhanh chóng và tự tin nắm bắt, không nên nghi ngờ chính mình mà chần chừ do dự quá lâu. Những cơ hội quý giá một khi đã trôi qua thì khó có thể xuất hiện lần thứ hai. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ sáu này đối với bà tuổi tỵ ngày này là ngày thích hợp để cho bạn khám chữa bệnh hoặc là phá dỡ về nhà cửa. Nếu như bạn có thể thu xếp thời gian thì bạn mạnh nên chú ý đến sức khỏe và đi khám sức khỏe, cảm thấy cơ thể của mình có dấu hiệu cảnh báo. Vài tử vi tuổi ất tỵ thuộc họ được nhiều người yêu mến vì có thái độ hòa nhã. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ gặp được quý nhân, nhận được sự giúp đỡ của quý nhân. Tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc hãy nắm bắt cơ hội đang xuất hiện trước mắt mình. Tử vi tuổi tân tỵ thuộc kim thể hiện khả năng để khẳng định giá trị của bản thân. Tử vi tuổi quý tỵ thuộc thủy có được cơ hội thăng tín trong sự nghiệp. Vài đánh giá của bạn tử tỵ trong ngày thứ sáu này: sự nghiệp năm sao, tài lộc bốn sao, sức khỏe bốn sao, tình cảm năm sao, con số may mắn số 2, Số 3, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Dậu. Từ vi tuổi Ngọ, thứ sáu, ngày 22 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bà tuổi Ngọ, cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi Ngọ trong ngày này đang gặp ngày có ngũ hành ngọ ngọ tự hình, cái điều này gây ra những tác động xấu cho bạn tự ngọ trong ngày hôm nay. Và bà tự ngọ, bạn bản mệnh tỏa ra mình là người rất hiếu thắng, bạn không chịu được những lời nói kích bác của những người khác và dễ đưa ra những quyết định nóng vội. Với bạn tự ngọ, bạn không thích nghe những lời phê phán mà chỉ thích nghe những lời khen ngợi, xu nịnh từ phía người ngoài. Bạn cũng nên biết rằng những lời nhận xét chân thành của mọi người sẽ giúp cho bạn tiến bộ dần dần và chúng có giá trị quan hơn cả những lời khiên ngợi nữa. Hôm nay không phải là thời điểm thích hợp để cho bạn tuổi ngọ đưa ra những quyết định về xuất hành đi xa hay là tiến hành những công việc trọng đại. Tuy nhiên, nếu như có công việc bắt buộc phải xuất hành đi xa thì bạn có thể đi về những hướng tốt như là Hỷ thần, hướng Tây Bắc và Tài thần hướng Tây Nam để hạn chế những rủi ro xảy ra với mình. Vài tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim, tính tình hiếu thắng, không chịu được lời kích bác. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy, quyết định nóng vội, dễ mắc sai lầm. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa, thích được khiên ngợi, không thích được nghe lời chê trách. Tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ, không nên xuất hành đi xa trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc, chớ tin theo những lời su nề của người ngoài. Về đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 9, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mùi, tuổi tuất. Từ vi tuổi Mùi thứ sáu ngày 22 tháng 1 năm 2021 Xem tử vi ngày thứ sáu này đối với ba tuổi Mùi cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Mùi trong ngày này đang gặp được ngày có hỏa sinh cho Thổ Vượng cho nên với bạn tuổi Mùi đang có được báo hiệu cái vận trình đào hoa của bạn trong ngày hôm nay rất chi là Vượng Nếu như bạn đang còn độc thân thì bạn hãy tranh thủ cơ hội này để tiếp xúc và mở rộng lòng với những đối tượng khác giới. Biết đâu bạn sẽ tìm được người phù hợp với mình thì sao? Còn đối với những bạn đã lập gia đình rồi thì bạn mạnh có được một ngày yên bình. Bạn và nữ kia rất yêu thương nhau nên luôn bàn bạc và giúp đỡ nhau trong mọi công việc ở nhà. Cái khoảng thời gian ở nhà chính là khoảng thời gian mà bạn được thư giãn thực sự. Tuy nhiên, ngày này với bạn tuổi mùi lại đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh cảnh báo cho bạn tuổi Mùi cần phải cẩn trọng hơn trong công việc, đặc biệt là khi giao tiếp trao đổi với cấp trên, bạn nên nhận thức được vị thế của mình, đừng có tạo ra những ấn tượng xấu trong mắt cấp trên và đồng nghiệp. Vai tử vi tuổi Ất Mùi thuộc kim, vượng vận về đào hoa, hãy mở lòng mình hơn, tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc thủy, gặp được người trong mộng, tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc hỏa, yêu thương và giúp đỡ nửa kia trong mọi việc. Từ vi tuổi Tân Mùi thuộc thổ, cẩn thận khi giao tiếp với cấp trên, từ vi tuổi Quý Mùi thuộc mộc, ý thức được vị thế của mình. Vài đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ 6 này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường màu xám, màu nâu, quý nhân phù trợ tuổi mão, tuổi ngọ, tuổi mùi. Từ vi tuổi thân thứ sáu ngày 22 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bà tuổi thân, chua chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi thân trong ngày này đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh, cho nên với bạn tuổi thân đang có được báo hiệu rất dễ phát tài lớn trong ngày hôm nay nhờ vào những công việc kinh doanh buôn bán với mình. Và những gì bạn tuổi thân nhận được là hoàn toàn xứng đáng với những gì mà bạn đã bỏ ra, bạn hãy tin tưởng vào tương lai và tiếp tục cố gắng hơn nữa. Hôm nay cũng còn là một ngày cực kỳ là may mắn với bạn mệnh tuổi thân khi với bạn đang có được sự phát tài bất ngờ lớn, bạn có thể thử vận may của mình trong các trò chơi may rủi. Tuy nhiên, không nên quá phụ thuộc vào điều này và bạn hãy dựa vào sức của mình để làm giàu chứng đáng chính đáng cho mình. Và ngày này với bạn tuổi thân, bạn lại đang gặp ngày có họa khắc với kim. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn lại không được như ý cho lắm. Cái mối quan hệ giữa bạn và nửa kia của mình không được quá tốt đẹp. Hai bên có thể xảy ra những hiểu lầm vào ngày hôm nay. Và bạn đừng vì quá nóng giận mà hãy bình tĩnh nói chuyện với nhau để hóa giải những xích mích không đáng có. Vài tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy dễ phát tài nhờ những công việc kinh doanh, buôn bán. Tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa thu nhận được thành quả vì những gì đã cống hiến từ vi tuổi mậu thân thuộc thổ tin tưởng vào tương lai và cố gắng hơn nữa từ vi tuổi canh thân thuộc mộc nên mở rộng mối quan hệ không nên khép mình từ vi tuổi nhâm thân thuộc kim hiểu lầm nửa kia đôi bên cần phải bình tĩnh để trò chuyện về đánh giá của bạn Tử thân trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm, 3 sao, con số may mắn, số 3, số 9, giờ tốt, từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu bạch kim, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn, tuổi tỵ Từ vi tuổi Dậu thứ 6, ngày 22 tháng 1 năm 2021, xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bà tử dậu cho chúng ta thấy là vận trình của bà tử dậu trong ngày này đang gặp được ngày của chính tài nâng đỡ cho nên với bà tử dậu đang có thái độ làm việc chăm chỉ cần cù và cẩn thận sẽ nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo và bà tử dậu có thể đạt được những thành tích mà từ trước tới nay chưa bao giờ ngờ tới cốt loại là bạn tin tưởng vào bản thân mình còn đối với những bạn làm nghề tự do kinh doanh buôn bán thì trong ngày hôm nay cũng có được cơ hội nhận được một khoản lợi kha khá tuy nhiên trước mọi mối làm ăn bạn cần phải trao đổi thảo luận với những người hợp tác cùng với mình cẩn thận chớ nên nóng vội kéo lại mắc phải sai lầm bên cạnh đó vận trình ngày thứ sáu này đối với bạn tự dậu cũng đang gặp ngày có họa khắc với kim cho thấy về các mối quan hệ tình cảm của bạn tự dậu trong ngày hôm nay phát triển không được lý tưởng. Bạn không nên đi tới những quyết định quá vội vàng khi còn chưa chắc chắn với cảm xúc của bản thân mình, nếu không chỉ chúc lái tổn thương mà thôi. Vài tử vi tuổi ất dậu thuộc thủy có thái độ làm việc chăm chỉ, cần cù và cẩn thận. Tử vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa nhận được phần thưởng ngoài ý muốn. Từ vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ làm ăn Kinh doanh buôn bán có được lọc lá, từ vi tuổi Tân Dậu thuộc mộc, không nên đưa ra những quyết định quá vội vàng, từ vi tuổi Quý Dậu thuộc kim, lắng nghe cảm xúc của chính bản thân mình. Và đánh giá của bà tử Dậu trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Từ vi tuổi Tuất thứ sáu ngày 22 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bà tuổi Tuất chua chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Tuất trong ngày này đang gặp được ngày của thực thần phù trợ cho nên với bà tuổi Tuất rất dễ phát tài trong ngày hôm nay. Nhất là đối với những ai đang làm nghề tự do, kinh doanh buôn bán, bạn đã cố gắng trong suốt thời gian vừa qua, đã thu lại được kết quả rất đáng tự hào với mình. Xong, đối với những bạn làm nhân viên, công chức thì ngày hôm nay chỉ là một ngày bình yên với mình. Với bạn tuổi Tuất bạn tính ôn hòa và rộng rãi chính là nguyên nhân khiến cho bạn được nhiều người yêu mến. Bạn dễ gây được ấn tượng tốt ngay từ những lần gặp gỡ đầu tiên và hôm nay là một ngày thích hợp để cho bạn mở rộng các mối quan hệ xã giao với mình. Bên cạnh đó, vận trình ngày thứ sáu này đối với bà tử tuất cũng đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng. Cái điều này còn cho thấy với bà tử tuất đang có được một mái ấm gia đình rất chi là hạnh phúc. Nếu như bạn đã kết hôn thì hẳn người ấy sẽ luôn thấu hiểu và thông cảm cho những hành động của bạn, cho dù bạn có nóng nảy và làm cho người ấy phật lòng đi chăng nữa. Vài tử vi tuổi giáp tuất thuộc họ nhận được phần thưởng xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra. Tử vi tuổi bính tuất thuộc thổ tận hưởng một ngày yên bình. Tử vi tuổi mậu tuất thuộc mộc nửa kia thấu hiểu và thông cảm cho bạn. Tử vi tuổi canh tuất thuộc kim được nhiều người quý mến với bản tính ôn hòa và rộng rãi. Tử vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy gia đình hạnh phúc. Và đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường, màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi ngọ, tuổi tuất. Từ vi tuổi hỏi thứ 6 ngày 22 tháng 1 năm 2021. Xem từ vi ngày thứ 6 này đối mà tuổi hỏi chua chúng ta thấy là Vận trình của bạn tuổi Hợi trong ngày này đang gặp ngày có thủy khắc với họ, cho nên với bà tuổi Hợi đang có điểm báo dễ gặp phải những điều không như ý trong các mối quan hệ xã giao với mình ngày hôm nay. Không phải lúc nào bạn đối xử tốt với người ta thì người ta cũng sẽ đáp lại một tình cảm tương tự. Vì thế với bà tuổi Hợi bạn không nên quá thất vọng hoặc là tổn thương vì chuyện này trong gia đình cái mối quan hệ giữa đôi bên cũng không được như mong muốn hai người tỏa ra khá chi là lạnh nhạt với nhau hãy tìm hiểu nguyên nhân của sự rạn nứt này và với bạn tuổi hợi bạn cần phải nhanh chóng hàn gắn kịp thời đừng có nên mặc chuyện muốn đi tới đâu thì tới bên cạnh đó trong cái vận trình ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi hợi bạn cũng đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh cái điều này cũng khiến cho bản mệnh tuổi Hợi gặp phải nhiều rắc rối trong sự nghiệp, nhất là đối với quan lại xấu trong chính quyền. Bạn nên đứng lên để bảo vệ quyền lợi của mình, nhưng không nên hành động quá cực đoan gây ảnh hưởng tới hình tượng của mình. Về từ vi tuổi Ất Hợi, thuộc họ các mối quan hệ xã hội không được như ý, từ vi tuổi Đinh Hợi thuộc thổ, vợ chồng lạnh nhạt có dấu hiệu rạn nứt, tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc, hãy có trách nhiệm hơn với gia đình, tử vi tuổi tân hợi thuộc kim nên hành động lý trí, chớ để cảm xúc lấn át, tử vi tuổi quý hợi thuộc thủy gặp rắc rối với người trong chính quyền. Và đánh giá của ba tuổi hợi trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 5, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Dần, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.